Nắm này
vậy là 4 bánh xe luôn. Wow, đèn cứu hỏa cứu hộ, xịn cũng kinh xác luôn á. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và lắp ráp mình ấy lại nào. Cái này làm sao đây, có thể đẩy vào được. Ok, mình đẩy vào. Đầu tiên là mình phải xay bánh xe trước. Mình xay cái bánh này nè, cái bánh này mình xay này nha. Kéo này lên, mình phải xay qua, đẩy cái này xuống, đưa cái này lên. Wow, ok, giờ mình đẩy xét trong trong nữa. Đó, các bạn muốn cho nó đẹp thì đẩy cái này ra cho cái đuôi nó liền lại nè. Cái đến là mình sẽ cái tay, cái tay đương nhiên phải gặp vô trong, mình giống như cái xe kia thôi, gặp càng sát càng tốt đó, sát như thế này luôn, đẩy lên. Wow, click click ca gấp vô. Giờ là cái xe màu hồng mình gấp được như vậy đó các bạn. Trên nó đẩy xét cái kiến vô. Ôi, sức bên dưới. Xong, hoàn thành. Yeah, 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 yeah. Polica. Có chữ P nè, click. Polica. Wow. Bim, 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 bim. Các bạn mau ra đây nào. Cái này nó chưa dính chắc. Rồi, nói đuôi nhau luôn. Lại màu hồng, lại màu hồng, mình gắn cái tay lại thôi. Cái tay là nhớ đừng bị lỗi. Xong, được rồi. Giờ đã xong. Wow, bộ màu hồng đẹp nhất. Bốn bạn. Nè, cuối cùng là trực thăng. Các bạn thấy đẹp không? Mình được 4 bộ rồi. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trực thăng, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, còn một chiếc xe công trình nữa mà cô này chưa có một bộ đó. Thì cô được 4 bộ rồi, chỉ còn thiếu một mẹ nữa thôi. Bốn bạn luôn. Bây giờ mình sẽ ship thể, ship lại cho đẹp. Đấy. Hãy subscribe.